Vâng, chào các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu thứ tư trên mình. Tạm này là game thủ Protoss màu đỏ thành viên từ team SKTCOM T1 Classic, người mặc áo màu vàng. Vâng, còn đây là game thủ Protoss màu xanh thành viên từ team Pride, Quitter Pride. Trận đấu của chúng ta diễn ra ở trên map The King Sion Station, một cái map có thể nói rằng là rất hay của SPL. Đến thời điểm này tôi đánh giá rất hay. Trên những cái map của SPL thường họ đặt tính gọi là nó gọi là nào, những cái đặc tính của những cái map của SPL đó là all in one, tức là các bạn chơi ôi giời kìa, đưa gấu đi xem, ui giời kìa, quạt kìa, ui giời ơi, dễ thương thế, ngồi quạt đưa gấu. Tôi lại thấy cái hình ảnh của thím Tèo nó hiện lên trong cái cặp đôi vừa rồi. Vâng, thím Tèo đi đưa gấu đi chơi toàn chăm cho gấu. Vâng, thím Tèo mà đưa gấu đi chơi thì chăm cho gấu như kiểu mẹ chăm con đấy. Đúng hình ảnh của thím Tèo, thề luôn. Các bạn nào mà đi chơi và thím Tèo nhiều thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình ảnh của thím ý trong cặp đôi vừa rồi. các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì anh Classic của chúng ta đang ăn một ga, và đối phương Quitter thì cũng đang ăn luôn hai ga. Thực ra cả hai bên thì đều đang ăn hai ga thôi các bạn. Vâng, anh Classic đang đi scout xung quanh. Rồi, nhìn thấy rằng là mình mỏ mình không có cái gì bất thường cả. Vâng, kiểm tra vị trí bên này cũng không có gì bất thường cả. Lại đi tiếp. Đảm bảo rằng đối phương nó không chơi được Popsy mình, nó chơi không, nó không chi mình. Hay được rồi. Vô bắt đầu di chuyển xuống. Cả hai bên đều đi scout rất là cẩn thận thôi bạn, tuy nhiên cả hai bên thì không nhìn thấy nhau. Ta vô tình không dẫm qua nhau được rồi. Các bạn thấy hiện nay thì cả hai bên đều đang ăn hai ga cho mình. Và trong khi đó thì anh Classic đặt hình mình một gate nữa. Vâng, với hai gate thì anh ấy sẽ có lợi thế hơn. Anh ấy có thể là phòng ngự được cái chi chiếc đầy đủ của đối phương. Tuy nhiên rất tiếc là trận này thì anh ấy đối phương không chi. Nhưng mà bù lại anh ấy sẽ có khoảng tầm 2 con Stalker. Các bạn thấy hiện nay cả hai game thủ của chúng ta đều bỏ áp ra Stalker rồi. Twitter thì có thêm một con Zilot ở đây. Còn Classic thì lại có Stalker. Một con Stalker cùng với cả con Ma Ship Core. Bắt đầu di chuyển sang rồi. Kết này hoàn thành xong thì Classic cũng sẽ lên thêm một con Stalker nữa. Như vậy sẽ khoảng tầm 2 con Stalker. Và bây giờ thì Classic đã cho mình nhà Twilight Castle vị trí góc phía dưới rồi. Vâng, anh ấy lên nhiều Stalker thì các bạn hình dung là anh ấy định làm gì rồi. Bây giờ anh ấy cũng đặt Twilight Castle nữa. Vâng, và ngay cả Twitter đặt xuống cho mình Twilight Castle rồi. Cái bên đều lên Blink Stalker thưa bạn. Tuy nhiên bây giờ lợi thế tôi nghĩ rằng sẽ tạm nghiêng về phía game thủ Classic thôi, khi mà anh ấy có đến hai cái gate như vậy. Với hai gate anh ấy có thể là warp ra đến hai con Stalker cùng một lúc, và khi anh ấy push sang đến mỏ của phương thì anh ấy sẽ có khoảng tầm 5 con. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó sẽ khoảng tầm 5 con Stalker. Vâng, hiện nay Thala có số hoàn thành xong rồi. Một gate nữa đã bắt đầu được đặt xuống rồi. Blink không? Vẫn chưa thấy bắt đầu nâng cấp Blink. Vâng, Blink rồi. Còn Glitter sao đây? Thay con số hoàn thành xong rồi, vừa cũng là Blink luôn. Cả hai game thủ của chúng ta đều đang bắt đầu đặt pylon xung quanh mỏ của phương rồi thưa bạn. Bạn thấy hiện nay thì một con Zilot đang được đưa ra bên ngoài để có thể là di chuyển thẳng sang bên mỏ của phương chăng, hay là làm gì đây? Có vẻ Quitter của chúng ta đang là người chủ động và phòng ngự chăng, khi mà anh ấy để Zilot của mình ở nhà. Bạn thấy rằng hiện nay thì con Pop của anh Classic đang đặt pylon ở góc bên hướng không giờ, xong rồi bắt đầu di chuyển ở góc bên này. Úi giời, không được rồi, có vẻ là úi con Zilot này chạy vào, úi thế mới buồn chứ lệ. Tí thì bắt được thưa bạn, tí bắt được con Pop này. Bây giờ đã bắt đầu di chuyển phía bên trong bên bay rồi. Có vẻ là Quitter nghĩ rằng là đối phương lên Orker, cho nên là anh ấy phải đưa Stalker vào bên trong. Ngay cả Classic thì cũng sợ rằng đối phương lên Orker, anh cũng để hết Stalker của mình ở phía bên trong. Đó, bây giờ cả hai game thủ của ta bắt đầu lên cho mình nhà Robo rồi. Và như vậy sẽ không phải là chủ động tấn công mà sẽ là chủ động phòng ngự với nhà Robo, với Zilot, Blink, Stalker. Cùng với đó, các anh game thủ bắt đầu tích tiền thôi, để chuẩn bị có thể là đặt xuống màu 2 cho mình rồi.
Vâng, với việc có nhà Robo, anh ấy sẽ có cả Observer để phòng ngự trước DT của đối phương, cũng như là Immortal để phòng ngự trước Blinstalker của đối phương. Có thể hiện nay thì quân đội của Kha'Zix đã di chuyển tới vị trí mỏ phía ngoài rồi. Có vẻ là chuẩn bị định ăn mỏ tiếp chăng? Vâng, đi scout để xem đối phương có đặt pylon xung quanh đây không. Không thấy cái gì bất thường cả. Critter vẫn để cho mình 3 con Stalker phía bên trong main bay của mình để phòng ngự. Và bây giờ thì anh ấy bắt đầu xuống mình mỏ 2 rồi. Vâng, ngay cả Kha'Zix cũng chuẩn bị đặt mỏ 2 thôi. Critter phát hiện được cái pylon ở hướng 0 giờ của Kha'Zix rồi. Cái game thủ đều là xuống mỏ 2 cho mình rồi. Trong thời điểm này thì nâng cấp Blinstalker đã hoàn thành xong cho cả hai game thủ. Và có vẻ cả hai đều có Observer rồi. Very long map, and yeah, both players playing to that strength. Yeah, for sure. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì cả hai game thủ của chúng ta đều rất là cẩn thận, đều biết rằng đối phương có những trò chiêu trò bất thường, cho nên là luôn luôn phải có nhà Robo Immortal để phòng ngự trước Blinstalker của đối phương, cũng như là để Stalker phía bên trong bên bề để phòng ngự trước Oracle. Hiện nay số lượng Stalker có chênh lệch nhau không nhiều, một bên 6, một bên 7. Số lượng pull up thì cũng ngang ngửa nhau. Immortal cũng đang bắt đầu bằng nhau rồi thưa các bạn. Observer đây rồi. Observer của Kha'Zix này đưa sang mỏ đối phương, phát hiện ra đối phương đang đưa 3 con Stalker ra phía ngoài này. Số lượng Stalker rất đông của đây. Một pha blink lên, bắt được không? Không bắt được rồi. Vâng, pha blink rất nhanh của Quitter. Khiến cho mặc dù số lượng đến tận 7 con Stalker ở đây, một pha blink vâng cũng không bắt được. Nó đã blink kịp lúc rồi. Hiện nay số lượng Immortal của cả hai bên thì có vẻ là cũng sắp sửa úi giời, một pha blink lên rồi. Một pha blink nữa đi. Vâng, xong. Hai anh này rền rứ nhau. Chúng ta chả làm gì, chúng ta thấy các anh chả làm gì được nhau cả. Mà thấy hiện nay Observer cũng đang bắt đầu được đưa đi cho game thủ Critter để CK xem mỏng đối phương thế như nào rồi. Kha'Zix hiện nay đặt cho mình một fork để có thể là nâng cấp cộng một tấn công cho đội của mình. Với Immortal tốt nhất là cứ cộng một tấn công đã, để mà đập úp nát Stalker của phương trước đã, xong rồi lên giáp sau thôi bạn. Hiện nay quân đội của Kha'Zix đang vòng ra vị trí phía sau để có thể chuẩn bị đập đá chăng? Hay là anh ấy định blink vào phía bên trong bên bay của đối phương. Bên bay chắc là có một Observer. Vâng, chính xác rồi. Anh chuẩn bị harass ở vị trí góc bên này thưa bạn. Đây rồi. Blink vào trong. Vâng, bắt đầu bắt pop Kha'Zix đây. Cứ con nào Kha'Zix là bắt. Một con Observer đây là bị phát hiện rồi. Úi giờ không được, mất Observer rồi. Bây giờ hai bên sẽ làm gì đây? Một pha blink ra ngoài. Vâng. Kha'Zix đã di chuyển ra ngoài rồi. Thế này di chuyển ra ngoài rất cần thiết. Ôi, một cái bóng Oracle kìa. Bóng Oracle của game thủ của game thủ Kha'Zix ạ. Anh ấy để làm thế để có thể dụ đối phương xem đối phương có chú ý không. Anh ấy đã tính là để làm thế để mà đối phương chú ý vào cái vị trí mỏ 2. Nhưng mà anh ấy không ngờ đối phương lại không để ý lắm, đưa hết tất cả Stalker ở phía bên trong bên bay để phải phóng ngự trong bên Stalker của đối phương luôn. Sau đó thì bên ngoài thì nói chung là cũng biết nó là con bóng Phoenix rồi, cho nên bóng Orker rồi. Cho nên anh cũng mặc kệ luôn, chả thèm quan tâm. Thời điểm này thì Kha'Zix đang đưa 2 Sentry với cả 2 con Immortal của mình đi. Tuy nhiên với cái việc mà anh ấy không đưa Massive Core đi, bây giờ mà bị bắt ở giữa đường rất là rách việc. Mất Immortal là việc một thiệt hại rất lớn thưa bạn. Hiện nay thì ngay cả Quitter cũng đã có được số lượng Immortal khá đông rồi. Họ thấy hiện nay đã là khoảng tầm hai bên đều có 3 con Immortal của mình rồi. Chênh lệch nhau không quá nhiều thưa bạn. Nên chúng ta nhìn thấy rằng số lượng Pro cũng bằng nhau luôn, 45/45. Army Supply cũng bằng nhau luôn, 37/37. Hai anh này định chơi trò gì đây? Họ thấy hiện nay một con pop ở bên này bị bắt rồi, quân đội của Kha'Zix đã bị phát hiện. Tuy nhiên là quân đội của anh Quitter với lại thế phòng ngự thì anh ấy tất nhiên sẽ đứng đấy rồi. Hiện nay thì chúng ta nhìn thấy rằng là Quitter dừng việc lên robot nhà lên thêm Immortal mình rồi. Hiện nay thì Warp Gazer bắt đầu hoàn thành xong, bắt đầu Warp quân rồi. A trông rồi, nhìn thấy A trông cho game thủ Kha'Zix rồi. Anh ấy đang chuẩn bị cái bên đều đang lên di lọt chả A trông thưa bạn. Tuy nhiên là không biết là hiện nay game thủ Quitter đang định lên cái gì. Tôi thấy rằng là hiện nay đây là mỏ 3 cho Quitter được đặt ở vị trí hướng gần 9 giờ. Đây là một vị trí đặt là khá hiểm. Tại vì để đặt mỏ đây các game thủ sẽ phải đập đá sau đã, rất mất thời gian. Tuy nhiên là mỏ này thì cũng rất ít game thủ ăn ở đây, cho nên nếu như mà Kha'Zix không để ý, không scout tốt là rất dễ là bị phát hiện. Ô, có Zilot kìa. Vâng, Zilot tí nữa bắt được con Pop luôn. Xong rồi, đã xong mỏ rồi. Thời điểm này thì Kha'Zix đang, đây là Quitter đang lên cho mình nhà Robo. Anh chắc không biết được đối phương lên Zilot chẳng A trông Immortal rồi, cho nên anh ấy đã bắt đầu lên Robo cho mình. Robo tích bay để có thể lên tích lên Colo.
Colo sẽ quét đàn di lọc của đối phương rất nhanh, quét nói chung là như quét rác ấy mà. Quét xong hết di lọc của đối phương thì coi như là đàn Immoto với ai trông coi như là chơ hơ ra thì sẽ chỉ có gọi là đứng chờ chết thôi. Bạn thấy đấy. Trong khi đó thì hiện nay thì Classic có vẻ là anh ấy đang hơi thiếu tầm nhìn với đối phương thì phải. Anh ấy cũng đang ăn màu 3 giống đối phương. Nhưng bây giờ nếu như vậy để đối phương mà hoàn thành xong được nâng cấp lên Colo thì sẽ rất rách việc cho mình. Thời điểm này thì nhà Robotic thứ bay hoàn thành xong trong quyết tờ nhưng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ một con Immoto, một con Colo nào cả. À đây rồi, có Colo rồi. Colo sau khi mà có Immoto, như vậy là số lượng Immoto của quyết tờ bây giờ đang khoảng 6 con này vậy. Còn Classic cũng có 6 con rồi. Vâng, chênh lệch nhau không nhiều. Nhưng bây giờ lợi thế về Colo sẽ là một lợi thế rất lớn cho game thủ quyết tờ của ông ta. Colo quét nhau thì thôi rồi thưa bạn. Ngày xưa thì trong Wing of Liberty thì cái việc lên cái gì nhỉ? Cái việc mà lên đếm Colo đã là một xu thế. Bây giờ thì chúng ta lại có thêm trò đếm Immoto nữa. Immoto thì nó hiệu quả hơn thưa bạn, tại vì là nó giáp nó trâu hơn, đao nó bắn cũng to. Đặc biệt là các game thủ có khả năng macro game tốt thì họ xử lý quân của đối phương rất nhanh. Còn thấy hiện nay thì gì đây? Zlot à? Vâng, úi giờ một pha blink không phải. Đây là blink của Quitter đưa soccer của mình về. Quân đội của Classic đang đẩy lên ở vị trí bên này. Chào và không. Hiện nay thì đã thấy đối phương có Colo rồi. Hiện nay thì Quitter sẽ làm gì đây? Vâng, Classic đang bắt đầu warp quân ở vị trí góc phía trên này, chuẩn bị drop ở vị trí bên trong bên bay của đối phương với 4 Zlot và Warpism. Nên lợi thế đã có một Colo đang có rất có lợi cho game thủ Quitter chúng ta trong việc phòng ngự mỏ vị trí thứ 3 này. Quân đội của anh Classic xem gì đây, một pha blink vào trang, không có blink vào. Bây giờ chẳng bật đầy ở góc bên này rồi. Vâng, rất khó và chịu thưa bạn. Điểm này thì pha drop ở vị trí bên trong bên bay đã bắt đầu diễn ra rồi. Quân đội của Quitter làm gì đây? Anh ấy đang đưa pop ra để có thể đối đầu với cả đàn Zlot này thưa bạn, có vẻ hơi khó khăn. Anh ấy đang warp thêm cho mình 4 con Zlot ở phía bên trong. Vâng, 5 con Zlot ở phía bên trong bên bay luôn. Đấy, anh ạ, mà hiện nay anh ấy đã bị mất cái can đông rồi, Immoto ra nơi rồi. Tuy nhiên hiện nay đang đốn bắn những con Zlot ạ. Giáp của Zlot rất trâu nên cái bắn thế này cũng có vẻ không ăn thua. Thì anh ấy Quitter đang phải đẩy thêm cho mình những con Zlot ở phía bên trong bên bay nữa. Nay pha tấn công của Classic vẫn đang gây rất nhiều thiệt hại cho game thủ Quitter của ta ở phía bên ngoài các bạn. Hiện nay quân đội sao mà hai bên bắt đầu lao vào nhau chém nhau rồi. Tôi thấy A trông mà trước đang kẹt ở vị trí phía sau rất bất lợi cho game thủ Classic của chúng ta. Hiện nay Immoto Colo đang bắt đầu lao rồi, tuy nhiên số lượng Zlot của anh của Classic thì vẫn còn ở vị trí phía sau. Và hiện nay Immoto bắt target và con Colo mất Colo rồi. Hiện nay Zlot sẽ bắt đầu làm chùm nữa bạn, bắt đầu lao rồi. Hiện nay Zlot đã đi qua được hàng tham áp. Immoto đang bắt đầu bị bắn rồi. Hiện nay rất nhiều Zlot ở vị trí phía sau cho game thủ Classic đang bắt đầu đẩy lên ở vị trí trên. Vâng, bắt đầu chém rồi. Chém cả Stalker, chém cả gì Immoto rồi. Hiện nay số lượng Immoto của anh Quitter vẫn còn khá đông ở đây. Anh đẩy quân lại sau với mỏ của đối phương rồi. Hiện nay chúng ta nhìn thấy số lượng Immoto đang khoảng tầm 7 con cho game thủ Classic trong cho game thủ Quitter, nhưng mà đối phương chỉ có khoảng tầm 3 con Immoto ở phía sau thôi. Zlot bắt đầu được warp ra thêm. Tuy nhiên vấn đề nào là còn Colo tiếp theo đang ở đâu nữa. Tôi thấy rằng hiện nay thì có vẻ là game thủ Quitter này đang tiếp tục warp ra thêm cho mình Colo cho Immoto sao ấy, chứ không phải là Colo. Hiện nay Sky bên đều đang có số lượng 6 con Colo. À không, nhầm, 6 con 9 con Immoto đang có lợi hơn cho Quitter, nhưng mà Classic chỉ còn khoảng 3 con Immoto mà thôi. Bây giờ nếu như tấn công tiếp thì sẽ cực kỳ bất lợi cho anh ấy. Vâng, hiện nay thì ngay cả Classic cũng đang phải đẩy số lượng Immoto của mình tăng thêm rồi. Trong khi đó thì Quitter này đang bắt đầu nâng cấp tầm bắn xa cho Colo cùng với cả cộng 2 tấn công. Cộng 3 tấn công rồi thưa bạn. Cộng 3 rồi. Thêm Colo nữa, hiện nay anh đã có một con rồi. Anh cần thêm một con nữa. Nói chung là chỉ cần có khoảng tầm một con Colo thì đã là sự cách biệt khá lớn rồi. Chưa lại còn khoảng tầm 2 con nữa thì rất là khó cho Classic của ta trong cái game đấu này thì bật lại được. Bây giờ một chiến thắng trước cái đạo quân kia thì chỉ có cách là bây giờ drop được Immoto ra phía sau để xử lý Colo được mà thôi. Không xử lý được Colo của đối phương coi như là rất khó khăn cho đạo quân Zlot của Classic. Mà thấy hiện nay Colo tiếp tục được tăng lên, đã lên con số 5 rồi. Chênh lệch nhau bây giờ vẫn đang là khoảng tầm 4 con Immoto. Tuy nhiên thời điểm này tôi nghĩ rằng không phải là thời điểm mà chúng ta sẽ phải lên tiếp Immoto nữa. Chúng ta phải lên Stargate là vừa thôi. Vâng, anh bắt đầu tấn công vào thẳng vào vị trí phía bên mỏ 2 rồi, đang có lợi thế ở phía bên này, đang bắt đầu phá thẳng vị trí Nexus này. Phá Nexus, quân đội của anh Quitter đang đâu? Xong rồi mất Nexus rồi. Quân đội của Classic đã có một pha tấn công rất đẹp từ bạn, vâng, lao thẳng vị trí phía bên mỏ 2 luôn. Này Zio đang bắt đầu chém ở bên này. Ui, có phải chém được con Zio này không? Ui, chém con Colo không? Không được rồi, vâng, vẫn bảo kê được Colo. Pha vâng, Zio ở phía ngoài cũng đang harass nữa. Quân đội của
Quitter này đang lao lên để có thể là tấn công đạo quân của quân phương. Một thăm áp thôi, quân đội của Kha'Zix chắc là sẽ phải bỏ lại mấy con A trông lại ở đây thôi. Ba con Immortal đang cắm đầu bấm cổ lao về, rút về từ bạn nhìn này. Quân đội của anh ấy không biết là đang ở đâu để có tại sao không đưa quân ra để mà hỗ trợ việc phòng ngự đi. Còn thấy đây Diệt đang bắt đầu lao rồi, tuy nhiên hiện nay đối phương vẫn có một con Colo đang ở đây thôi bạn. Quân đội của Quitter đang lao lên rất mạnh ở đây. Vâng, thứ ba con Immortal ở vị trí cánh bên trái nữa. Hiện nay quân đội lao hết cả ra vị trí bên trên này, có vẻ hơi khó khăn cho game thủ Kha'Zix của chúng ta rồi. Army Supply này đang có lợi thế hơn hoàn toàn cho game thủ Quitter Prime. Anh bắt đầu đẩy quân sang vị trí mỏ 2 của đối phương rồi. Hiện nay mỏ này vẫn chưa có pylon nào cả, nhưng mà anh có thể đưa warp dùm lên để phòng ngự, để mà có thể warp quân ngay lập tức. Vâng, bên này một pha thăm warp của game thủ Kha'Zix rồi. Hiện nay sau đây Immortal A trông đang nhập ra ở đây. Immortal đang lao lên rồi. Thời điểm này thì game thủ Kha'Zix chúng ta có thể đưa đẩy Izzyot ở vị trí phía trên ram lao xuống. Hiện nay con Colo thứ hai đã lên nơi rồi, đang bắt đầu quét. Vâng, quét Izzyot rồi, quét rất nhanh như bạn. Thì hiện nay ui, con Colo thứ ba cũng đã lên nơi rồi, mặc dù mất con Colo đầu tiên thì vẫn không có vấn đề gì cả. Vẫn còn hai con ở đây, vẫn còn Immortal rất đông và Stalker cả thêm cả A trông nữa. Vâng, xong rồi đã đạo xử lý xong đạo quân của đối phương rồi. Có lẽ khả năng trận đấu lần này thì Kha'Zix của chúng ta sẽ phải gọi GG thôi. Vâng, đã gọi GG rồi. Xin chúc mừng Quitter của ta, tỷ số đã là 3-1 rồi. Xin chúc mừng anh, tỷ số đã 3-1 rồi. Và như vậy là tạm thời anh ấy đã giành chiến thắng rồi. Và Team Pride giành chiến thắng với tỷ số là 3-1. Xin chúc mừng Team Pride, một chiến thắng trước No 1 của vòng trước. Pride đang rất vui thưa bạn. Vâng, đây là trận đấu thứ 2. Trận đấu thứ hai của Pride và cũng là trận đấu thứ hai của SK T-Com T1. Mặt của Kha'Zix rất buồn thưa bạn. Trời ơi, buồn thối đấy kìa. Mang gì kìa? À, mang tấm giữ pet. Anh ấy lấy một cái quyền vở để anh ấy làm bọc cho pet của mình. Kha'Zix rất buồn, và như vậy là hai game thủ chiến thắng đấy bạn. Vâng, đứng cạnh nhau. Trời ơi, Mơn King không biết là vừa chui tới bụi nào ra, mà đầu tóc bù xù kìa. Chui dưới gầm bà lên chăng. Kìa là anh Choya đây mà. Choya Pride mà. Cassia. Đội hình của Pride hôm nay đi không được hoành tráng lắm. Nhưng mà hoành tráng nhất chúng ta phải nhắc đến đó chính là em Barbie. Sắp sửa làm màn phỏng vấn rồi.